Xin chào quý vị, kính chào bà con. Chắc hẳn quý vị và bà con đã từng nghe tới câu ca dao đường vô xứ Nghệ quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Vâng, câu ca dao ấy như nhắc nhở tôi về quê hương nơi tôi đã sinh ra và nơi đây gắn bó với những con người chịu thương, chịu khó, tần tảo. Và nhân vật trong chương trình ngày hôm nay cũng là một nhân vật sinh ra từ mảnh đất miền Trung. Vậy anh là ai? Nghệ Đàn là một huyện miền núi nằm trong vùng sinh thái phía tây bắc tỉnh Nghệ An. Do đặc điểm kiến tạo của địa hình, cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm gắn bó với phát triển nông nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, chàng trai trẻ Lê Văn Thường luôn ấp ủ một hoài bão phát triển một mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh có quy mô, thương hiệu ngay tại chính quê hương mình. Cái ý tưởng của em thì nó đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Chắc phải từ cái hồi mà học hết phổ thông trung học đến giờ. Nhưng mà mình cái chi phí để mình chăn nuôi thì nó không có. Vì gia đình thì cũng khó khăn, với lại mình không có cái nguồn vốn để mình làm, cho nên là ấp ủ cũng chắc phải hơn 10 năm nay rồi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến hoài bão và ý tưởng này của Thường bị dang dở. Nhưng không từ bỏ, Thường đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là nam tiến. Cứ nghĩ đến ước mơ là mình quyết tâm mình đi làm ăn, mình kiếm một cái số vốn để mình thực hiện cái ước mơ đó. Từ năm 2009 là bắt đầu em bước chân vào trong Bình Dương là làm công nhân cho công ty may mặc. Thì cái đồng lương lúc đó thì nó cũng tầm 3 đến 4 triệu thôi. Thì sau này đến những năm sau thì lương nó càng ngày nó cũng đỡ hơn, thì cái thu nhập của mình một tháng cũng được 7 đến 8 triệu. Thì mình gom góp lại từ hồi đó đến giờ là mình được một cái số vốn để mình về làm ăn. Gần 10 năm buôn ba, tích góp được một số vốn, năm 2018 Thường quay trở về quê hương để thực hiện hoài bão của mình. Thế nhưng kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi đều là con số 0. Đây là trở ngại lớn đối với Thường lúc đó. Đang tìm hiểu là mình sẽ nuôi một con gà nào đó, hoặc là nuôi chỉ duy nhất một loài gà như vậy để mình làm kiểu thành một cái thương hiệu của mình. Lúc đầu mới về thì mình nói cái ý tưởng của mình cho bố mẹ, thì bố mẹ là lúc đầu cũng thấy lo lắng. Như kỹ thuật chăn nuôi mình chưa có, rồi là mình phải là phải tìm tòi cái chăn nuôi. Chưa có một cái gì mà mình đầu tư ra một số vốn để mình làm như vậy thì bố mẹ cũng lo. Nhưng mà dần dần mình nói và thuyết phục được bố mẹ là ủng hộ mình. Đi làm thuê cho họ đấy cũng thấy vất lắm. Làm mưa nhọc thế là muốn nghỉ cũng được nghỉ, thế là khó khăn. Cho nên là ý tưởng của nó là quyết tâm là về là có ý định là nói với bố năm ngoái cái này, nói là con về thì con lập trang trại thôi. Thống nhất thì con hơn mình dám làm, chứ mình không có chí, mình cũng phải có cái tinh thần ủng hộ con gái nó làm chứ. Để trang bị kiến thức cho mình, Thường đã tìm đến những người chăn nuôi có kinh nghiệm trong xóm để học hỏi. Gà này mình nuôi có hay bị dịch hay là cái số lượng nó thất thoát nhiều không chú? Nói về tỷ lệ mà thất thoát thì tỷ lệ ít thôi, bởi vì khâu có qua quá trình phòng dịch thì mình đã nuôi, chăn nuôi thì mình phải xác định về khâu phòng dịch là đầu tiên. Tỷ lệ sống của nó được bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ sống có thể là 95%. Gà đấy giờ bán được rồi. Tuy chưa bước vào chăn nuôi, thế nhưng Thường đã nung nấu một ý định rất táo bạo. Đó là liên kết một nhóm chăn nuôi cùng sở thích tại địa phương. Mục đích của nhóm sở thích này là cùng nhau hỗ trợ và cùng nhau phát triển. Gà mình cái màu mà nó không có được đẹp mấy. Đây là giống gà hô đấy. Thì cháu ý tưởng cháu này thì cháu cũng phải lựa chọn coi thử cái gà này có được không. Gà này chủ nuôi được mấy tháng rồi? Gà này là 4 tháng rưỡi nữa, gần 5 tháng rồi. Gà này 4 tháng là được bao nhiêu kg chú? 4 tháng rưỡi là được 3 kg đấy, con trống đấy. Còn con mái thì từ 8, 2 kg. Thị trường ra cái dòng gà này có khả quan không? Có dễ bán không? Cũng không biết là do cái mà môi trường cái vùng của ta hay thế nào, nhưng mà cũng tiêu thụ rất khó đấy. Đây bán lẻ thôi. Ở đấy mà nó ra cả đàn lần khó. Nhưng mà nó vẫn rẻ hơn luôn. Rẻ. Thì cũng có gà thả vườn, gà quế em mình, nhưng mà lấy gà đó là khó nuôi. Lâu lâu mới bán được vài con nữa thì. Thôi mình sẽ đi tìm hiểu thêm một hai loài giống gà khác nữa coi như thế nào rồi mình về mình bàn coi mình nên nuôi cái giống gà nào á.
Đúng vậy, ta phải tìm thị hiệu thị trường, tức là cái chủng loại gà này, rồi là thị trường tiêu thụ từng nơi từng vùng đấy, nó phù hợp thì có thể là ta là họp nhóm họp tổ của ta là có thể là có kế hoạch về sau nữa, còn bây giờ lúc đầu thì ta có thể chưa ấn định được. Họ đang cùng nhau bàn bạc để đưa ra một phương án chăn nuôi tốt nhất. Trước giờ là mình cứ chăn nuôi nhỏ lẻ, một nhà một hồ vậy là 2-3-500 con là mình cứ đầu ra mình khó, thành lập một cái nhóm sản xuất để cùng nhau mình chăn nuôi cái con gà. Cái đầu vào là mình sẽ tập trung, mình lấy một con gà nào đó mình nuôi, mình làm một, thành một cái thương hiệu của mình luôn. Với lại cái đầu ra là mình tìm một cái đầu ra nào đó để cho cả nhóm mình là cùng có một cái đầu ra nó dễ hơn. Thì các chủ có ý kiến như thế nào mình thảo luận để mình làm. Thì trong cái ý tưởng của cháu là chú thấy rất là tốt. Yeah. Bởi vì là cái sự chăn nuôi nhỏ lẻ như chúng ta bây giờ thì cái đầu ra rất là khó khăn. Tôi có ý kiến thế này, nuôi con gà thì người ta nuôi có 3-4 tháng, mình nuôi mất cái gần cả năm, mà coi như là chất đấy là cái hiệu quả nó quá thấp đi, làm ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nông thôn của ta. Nông thôn của ta là đã khó khăn rồi mà đầu ra không có nữa, dần dần lại càng khó khăn. Ý tưởng của cháu thì đưa ra để mà thành lập cái tổ nhóm để mà coi như là khơi dậy cái để phát triển cho kinh tế, thì điều này là cũng khá tốt mà ta cũng phải có cái hướng. Nếu đi vào hoạt động, sẽ là điều kiện để hỗ trợ các thành viên có cùng sở thích, có thêm điều kiện mở rộng quy mô phát triển sản xuất, đạt mục tiêu tăng trưởng cao so với việc chăn nuôi đơn độc, tự phát. Cái mô hình của cháu, cháu dự định là trước tiên là chỉ trong xóm mình, nhưng dần dần sẽ ra cả xã, thậm chí đến cả huyện, là cháu thành lập ra một cái như cái thương hiệu con gà của mình luôn. Ý tưởng thành lập câu lạc bộ sở thích chăn nuôi cũng xuất phát từ khi Thường biết đến chương trình khởi nghiệp của kênh VTC16. Kể từ lúc đó, anh luôn mong muốn được tham gia chương trình. Tình cờ coi thì mình biết đến cái chương trình khởi nghiệp á, là mình từ đó như là mình theo dõi tất cả các số của chương trình khởi nghiệp và mình ấp ủ này, mong muốn sẽ trở thành một cái nhân vật trong cái chương trình này và mình thực hiện cái ước mơ. Thường đã viết đơn đăng ký tham gia khởi nghiệp của kênh VTC16. Với kế hoạch chăn nuôi chi tiết, kèm theo đó là sự quyết tâm cao, Thường đã được ban tổ chức chương trình lựa chọn để tiến hành khảo sát. Hãy chờ xem liệu chàng trai trẻ đầy hoài bão này có trở thành nông hộ tiếp theo của chương trình hay không. Theo như bản hồ sơ đăng ký chương trình thì anh Thường có nhắc tới cái việc mà dự định nuôi một số cái giống gà tại địa phương để phát triển thương hiệu cũng như là thành lập câu lạc bộ chăn nuôi sở thích của những người chăn nuôi ở đây. Thưa chuyên gia thì chuyên gia có nhận xét thế nào về những ý tưởng này của anh ạ? Nghe anh thì làm gì có giống gà nào địa phương, chắc là anh ấy muốn sử dụng một số các giống gà bản địa của Việt Nam. Anh ấy đưa vào đây anh ấy nuôi và thành lập một cái nhóm sở thích thì tôi cho cái ý tưởng đấy là cũng phù hợp với lại cái xu thế chăn nuôi hiện nay của các cái nông hộ. Cháu muốn hỏi chú là hiện nay thì tất cả những cái vùng sản xuất chăn nuôi của những cái nông hộ của khởi nghiệp của mình ấy là mong muốn tạo ra một cái nhóm sản xuất để liên kết với nhau, thì cái việc mà liên kết giữa tỉnh này các tỉnh nọ trong thời gian dài mình sẽ định hướng cho họ như thế nào? Liên kết giữa tỉnh nọ với tỉnh kia là hơi khó vì nó còn tùy thuộc vào cái khoảng cách địa lý xa hay gần. Nếu như gần thì còn có thể là chấp nhận được, ví dụ Thanh Hóa với Nghệ An, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái vùng địa lý với huyện nọ với huyện kia. Chứ còn khoảng cách mà quá xa 100 km trở lên thì tôi cho vấn đề đấy là không thể triển khai được. Thế còn thì trong một cái khu vực hẹp ở địa phương, có thể là ở huyện nọ huyện kia, thì các bạn ấy có thể liên kết với nhau được. Vì làm như thế thì khi mà khách người ta đến, người ta tiếp cận hàng hóa và người ta thu mua hàng hóa thì người ta cái vấn đề di chuyển người ta cũng tương đối thuận lợi. Và trong cái quá trình chăn nuôi thì các bạn có thể tương trợ lẫn nhau, thì cái khoảng cách di chuyển giữa nhà nọ nhà kia nó không quá xa mà người ta có thể là giải quyết được vấn đề một cách tức thời ngay. Vâng ạ, để biết được câu lạc bộ chăn nuôi của anh Thường đang xây dựng ở đây như thế nào thì ngay bây giờ tôi và chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tìm gặp nông hộ này để có thể là mình trao đổi với họ xem nào.
ý tưởng của họ nào để mình có cái hướng giúp đỡ, đúng không? Vâng, chào mời chú ạ. Đây là tất cả mấy anh em trong câu lạc bộ đây đúng không? Vâng. 5 thành viên. Cái kinh nghiệm về chăn nuôi của các anh em ở đây thì đã có lâu chưa? Một số anh em thì cũng đã có nuôi gà rồi, nhưng mà về cái hình thức thì đang nhỏ lẻ chú ạ. Chỉ vài 300-500 con. Nuôi gà gì là chính? Chủ yếu là gà nuôi thịt. Thế sắp tới đây mà thành lập cái nhóm sở thích ấy, chứ mình chưa dám nói là hợp tác xã thì nghe xa lắm chú ạ. Xa quá đúng không? Hoặc ví dụ như cái tổ sản xuất thì nó xa quá. Bây giờ là cứ mấy anh em thích nuôi gà thì, thì chơi với nhau đó, chia sẻ kinh nghiệm đó, từng bước thế đã. Thế nhưng mà quan trọng nhất là khi chúng ta ngồi với nhau thế này thì mình phải bàn với nhau về cái định hướng sản xuất. Quan trọng nhất đó là cái sản phẩm sản xuất ra đấy. Đấy, nuôi con gì để người thương lái tới đến người ta mua. Cái đối tượng sản xuất á, thì cháu sẽ tập trung vào nuôi một con gà. Nuôi một con gà, một nuôi chỉ nuôi, nuôi, dạ, chỉ nuôi con nuôi, gà không thôi? Dạ, chỉ nuôi con gà mà nuôi một giống nào đó là nhất định nuôi giống đó. Thế hiện nay đã biết bao nhiêu giống rồi? Cũng nhiều nhưng mà cháu đang dự định là nuôi con gà Lạc Thủy thì chú thấy nuôi gà được. Lạc Thủy? Dạ. Đấy là cái giống gà bản địa, màu lông đẹp. Con gà này thì nói chung cái thị trường người ta cũng dễ tiêu thụ hơn á. Thì cháu thấy nuôi con gà này chú thấy có được không? Được hay không được thì là quan trọng ở cháu. Dạ. Chứ không phải là ở chú. Vì cháu là người sản xuất thì cháu phải xác định được cái thị trường. Dạ. Cháu bán ở đâu, vì chú ở Hà Nội cơ mà, chứ chú ở Nghĩa Đàn đâu. Đấy, cháu ở Nghĩa Đàn là cháu phải tính đến cái thị trường. Dạ. Cháu nuôi con ấy, cháu bán ở Nghĩa Đàn này bà con có thích không? Thứ hai là ngoài cái khu vực Nghĩa Đàn này rồi thì đến thành phố Vinh bà con có thích không? Vì từ đây ra Vinh không xa lắm. Nó chỉ khoảng độ 70 cây thôi. Nếu xác định thị trường tốt rồi thì việc mình nuôi nó sẽ ổn. Thế chú chỉ là người tư vấn chứ chú không phải là người quyết định. Khó vấn đề gì về mặt kỹ thuật thì chương trình sẽ hỗ trợ cháu. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, nhìn chung ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao. Chăn nuôi trang trại có xu hướng phát triển nhưng vẫn còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch. Những tồn tại này đang trở thành thách thức lớn trong ngành chăn nuôi gia cầm nước ta. Hiện nay thì nó có nhiều cái bộ giống lai trọi này, lai mía này, và Lạc Thủy này, hoặc là di lai này. Và khi bạn đã tổ sản xuất rồi là mình phải tính là mình nuôi cái đối tượng gì là chỉ nuôi một đối tượng thôi. Chứ mình không nuôi nhiều đối tượng. Nuôi nhiều đối tượng mình không có thị trường. Cái dự định của cháu là nuôi con gà Lạc Thủy mà. Coi như cháu vẫn quyết tâm gà Lạc Thủy. Dạ. Ok. Nếu nuôi con gà Lạc Thủy thì có tiêu thụ được không? Nếu theo cháu nghĩ thì cái con gà Lạc Thủy này thì riêng ở địa phương, hoặc là xa ra thì thành phố Vinh hoặc là về Thanh Hóa thì nó cũng dễ tiêu thụ thôi ạ. Nói thế cũng chưa thuyết phục đâu. Cháu với lại một số anh em đây phải có một cái chuyến đi về thành phố Vinh, ra chợ xem ở đấy người ta bán gà thế nào, thế rồi là màu sắc lông con gà nào, thế rồi khối lượng con gà nào, mình mới biết được. Chứ bây giờ nói này là chưa thuyết phục. Cháu hiểu chưa? Mình phải đi, coi như mình phải đi, mình điều tra thị trường ấy. Thế sau về đây mình bắt đầu mình triển khai. Mình phải xác định mỗi tháng hoặc là nửa tháng mình bán người ta một cái số lượng gà nó là bao nhiêu. Cái quy mô thì cháu dư cũng đang họp với anh em là tầm một tháng thì hoặc là nửa tháng là tầm 200 con gì đó là 200. Dạ, đến 2 đến 4 5 con. Nhưng mà đó là các hộ khác, còn với cháu thì cháu lại nuôi số lượng nhiều hơn. 200 sao bán được? Vì khi xác định những cái chuyến hàng người ta vào đây người ta mua, cháu cũng phải xác định là tối thiểu sản lượng của nó cũng phải hàng tấn trở lên. Ba người gộp lại là ba người gộp lại là được 1.000 con. Đấy, lực có 1.000, còn anh ta là sẽ có lực 1.000 nữa. Hơi ít. Theo tư vấn của chuyên gia Sơn, đối với gà Lạc Thủy, thời gian nuôi khoảng 4 tháng rưỡi. Khối lượng trung bình xuất bán, gà trống đạt 2kg, gà mái đạt 1,7kg. Nếu tham gia khởi nghiệp của VTC16, mỗi nông hộ thành viên cũng phải nuôi tối thiểu khoảng 500 gà. Riêng Thường là trưởng nhóm của câu lạc bộ sở thích chăn nuôi thì ít nhất cũng phải nuôi 1.000 con. Như vậy mới đảm bảo mỗi tháng xuất ra thị trường từ 3 đến 5 tấn thịt gà thương phẩm. Lúc đầu thì cháu đang dự kiến vậy, nhưng cháu ví dụ nó còn ở trong xóm hay trong xã còn rất chi là nhiều hộ cùng đang nuôi gà chú ạ. Nhưng mà cháu chưa có liên kết được với người ta. Nếu mà sau này cái đầu ra cháu mà có rồi á thì cháu sẽ liên kết được với người ta thì cái sản lượng sẽ tăng thêm nữa. Đây không phải là vấn đề mình đi gom gà của các hộ để mình bán. Đấy, gom gà là rất nguy hiểm.
vì gom gà nó sẽ xảy ra hai tình trạng, một là chất lượng xấu, hai là dịch bệnh. Cho nên anh em đã xác định vào trong nhóm với nhau đây thì phải làm tốt trong năm cái người này. Cho nên là từ vấn đề chuồng trại là phải xây rất là bài bản, thế rồi là công tác quản lý dịch bệnh cũng phải rất là bài bản, rồi là cái làm thú y cũng phải rất là bài bản. Mình phải xác định năm anh em mình trong nhóm này đây là năm cái hạt nhân và làm thật tốt. Đấy. Thôi thì bây giờ cháu là cái người đi tiên phong đầu tiên thì cháu nuôi nhiều, sau đó thì cháu sẽ là cái điểm để hù hút tất cả các anh em cùng sở thích. Chở 1.000 con gà có hơn tấn, có phải tính cái chỗ này, chú thấy là quá nhỏ. Để mà thầy sau này mình mà nuôi được thì mình sẽ từng cái thành viên mình sẽ tăng cái số lượng đàn lên, chứ không 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 thể xác định là sau này kéo cả bà con ở trong trong xóm nhà mình cùng nuôi gà mà cháu lại người thu gom, cũng không làm được đâu. Đầu mình nuôi 500, sau mình thấy nuôi được thì nuôi lên 1.000, 2.000 chẳng hạn. Tối thiểu cũng phải 500. Sau khi đã thống nhất được đối tượng nuôi cũng như quy mô, chuyên gia Sơn sẽ đưa ra cho Thường và các thành viên của câu lạc bộ một kế hoạch sản xuất chi tiết. Chúng tôi tính cho cháu một bài toán này này. Bây giờ mỗi tháng xuất ra là 1.500. Các anh em ở đây người ta chỉ định hình người ta nuôi có 500 thôi. Nhưng mà của cháu là phải nuôi 1.000. Tức là của gia đình nhà cháu là luôn luôn lúc nào cũng phải có 4.000 gà. Vì một cái 1.000 là cái con chuẩn bị bán. Sau đó là 1.000 con thì nó lệch cái đàn trước là 1 tuổi. Xong rồi cái đàn thứ ba lệch cái đàn thứ hai là 1 tuổi, với cái đàn thứ tư là vừa mới vào. Cháu hiểu chưa? Tức là của cháu là luôn luôn lúc nào phải có 4.000 gà. Trong đó là có 1.000 gà mới nở. Đấy, 1.000 gà trai, 1.000 gà giữa gà trai với gà trưởng thành và 1.000 gà trưởng thành. Đấy, của cháu xác định phải như thế. Các anh em ở đây cũng phải thế. Cho nên là đừng có nghĩ là nuôi 500 là chỉ có 500. Nuôi 500 có nghĩa là phải nuôi 2.000. Mà cháu nuôi 1.000 có nghĩa là cháu phải nuôi 4.000. Ý tưởng là của cháu Thương này là cháu sẽ đưa cái mô hình này về để là có như thế là làm cái để là về cái công tác là chăn nuôi lớn hơn, tức là đối với tôi về cái khâu nhỏ lẻ này, điều này là một điều là có thể là cũng là mong muốn là mọi người đều là tạo điều kiện để có thể là cháu có thể là phát triển tốt hơn và để cho dân làng có thể là học theo cái ý tưởng đấy. Anh Thường là có cái ý tưởng để là nuôi một cái quy mô nhất định để là phát triển kinh tế. Thứ nhất là cho gia đình và thứ hai nữa là mình tạo được cái nhóm liên kết để là mình sau này là mình phát triển được cái số lượng lớn. Đó là tôi thấy một cái ý tưởng rất là hay và rất là tích cực. Dù còn trẻ, thế nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Thường xứng đáng nhận được những lời khen từ các thành viên và chuyên gia của chương trình. Nếu trở thành nông hộ của khởi nghiệp PTC16 thì những hoài bão và ý tưởng của Thường sẽ càng trở nên thuận lợi hơn, tiến gần hơn đến với những thành công trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, thưa bà con, anh Thường muốn trở thành nông hộ khởi nghiệp cũng phải đảm bảo tất cả các cái tiêu chí của chương trình đưa ra. Và ngày hôm nay anh có làm được điều này hay không thì ngay bây giờ chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ trực tiếp kiểm tra và đánh giá các cái tiêu chí này. Các tiêu chí mà chuyên gia Sơn sẽ khảo sát bao gồm vị trí địa lý, chuồng trại, vốn và nhân công. Về tiêu chí con giống, Thường đã cùng chuyên gia bước đầu thống nhất nuôi gà Lạc Thủy thương phẩm. Thường ơi, cho mình hỏi là cái khu đất này của mình rộng bao nhiêu đấy? Cái khu đất của nhà mình đây là tổng cộng là tầm độ 5.000 m². 5.000 m² thôi. Thì đối với khu đất này đã được cấp quy hoạch chăn nuôi ở đây chưa? Cái quy hoạch chăn nuôi thì em hiện tại bây giờ là đang xin giấy phép để chăn nuôi. Còn đất này là đất của nhà mình có bìa đỏ. À, đất của bìa đỏ. Đất chính chủ rồi đúng không? Tức là đất chính chủ nhưng mà vẫn phải cần có giấy phép đúng không? Không, đối với chăn nuôi lợn thì mới phải làm giấy phép, còn chăn nuôi gia cầm thì không nhất thiết phải làm giấy phép. Vì chăn nuôi gia cầm là cái xử lý chất thải là mình chủ động được. Đối với lại gia đình nhà Thường thì quả thật đây là một cái vị trí chăn nuôi rất lý tưởng. Nó ở cái chỗ tức là nó nằm trên một cái không gian quả đồi, nhưng mà nó không phải là quả đồi quá dốc, phải là quả đồi thoải.
Đấy là cái tiêu chí đầu tiên mà tôi đánh giá rất là tốt. Nếu mà nuôi gà trên đồi thoải thì rất là tuyệt vời. Đấy. Khi mà con gà nó nuôi ở trên cái đồi thoải như vậy thì con gà nó vận động rất là dễ dàng. Và cái phân nó không lắng ở trên cái như là cái mặt phẳng. Toàn bộ phân sau khi con gà nó đi ra thì nó sẽ bị rửa trôi sau các cái đợt mưa, nên là gần như cái môi trường nó rất là sạch. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất tôi đánh giá về chăn nuôi bây giờ rất tốt. Thì sau khi ra thăm cái miếng đất sở hữu của gia đình thì tôi thấy đây là một cái vị trí đất rất là đẹp, đáp ứng được tất cả các cái tiêu chí chăn nuôi an toàn cũng như là cái không gian thoáng mát, không ô nhiễm đến cái cộng đồng xung quanh. Thì nên là tôi rất là ấn tượng về cái vị trí của anh ấy. Thưa quý vị, thưa bà con, theo quan sát của tôi thì khu vực chuồng trại mà anh Thường dự tính thiết kế hiện tại cũng chỉ mới hoàn thiện xong khung móng. Và đây cũng là một điều kiện thuận lợi để cho anh có thể khắc phục sau những cái hướng dẫn của chuyên gia ngay bây giờ. Vâng, thưa chuyên gia có chỉ sửa cho anh không? Đây là cái thửa đất của nhà cháu đây. Vâng. Đấy, cái chiều này của nó này, nếu tính ra đến đây thì nó trung bình nó cỡ khoảng 80 mét. Cái chiều ngang này của nó khoảng độ 65 mét. Cháu phải bám cái đường này để làm cái nhà và làm cái kho, để sau này khi ô tô người ta chở cái nguyên vật liệu đến đấy, người ta sẽ đi trên cái con đường này, đưa xe vào đây là cám với lại chấu là sẽ bốc luôn vào kho của nhà mình. Đấy, rất là tiện. Thế mà không phải đi qua cái khu vực chăn nuôi. Không bao giờ không đi qua khu chăn nuôi. Thế mà khách qua đến tham quan thì đây là cái đường chính của nó, là nó đi từ ngoài này vào, đây đường chính nó đi từ ngoài vào. Thế thì trong này cháu sẽ thiết kế ba cái chuồng. Một là cái chuồng gà con thì tổng diện tích của nó là 100 cho đến 120 mét vuông. Hai cái chuồng chính của cháu là chuồng số 2 và chuồng số 3 nuôi gà thịt. Mỗi một cái chuồng tổng diện tích từ 200 đến 250 mét vuông để cho nuôi được 1.500 con. Cứ tính bình quân là mỗi 1 tháng rưỡi để cho có một đàn ra. Thì đàn này nó 1 tháng rưỡi, đàn này nó 1 tháng rưỡi và đàn này nó là 1 ngày tuổi. Đúng không? Thì là như thế là hợp lý. Mục đích xây dựng chuồng trại của chuyên gia có thể giúp cho Thường luôn đảm bảo có gà xuất ra mỗi tháng theo như kế hoạch ban đầu, cũng như đảm bảo an toàn dịch bệnh trong suốt quá trình chăn nuôi. Cháu muốn hỏi chuyên gia là tại sao là mình cũng xây các cái khung chuồng nó gần lại với nhau để cho tiện di chuyển và cũng như là chăm sóc? Không thể xây các cái chuồng gần với nhau được, vì nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà chẳng may cái đàn gà này mà nó có bị bệnh. Mà chắc chắn là nuôi thế nào nó có bị bệnh. Những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì mình có thể phòng được rồi. Nhưng mà những cái bệnh mà thường xuyên như là E. coli, như thương hàn, như là viêm cầu khuẩn thì nếu như nuôi gần quá thì nó sẽ lây sang đây và nó lây sang đây. Cho cái chuồng gà con là phải cách xa hai cái chuồng này ra, càng xa càng tốt. Hai cái chuồng này là chỉ để có 15 mét thôi, nhưng mấy chuồng gà con đến chuồng đây thậm chí có thể kéo dài lên khoảng 25 mét. Thế và giữa chèn giữa hai cái khoảng này là mình trồng các cái cây, và giữa hai cái khoảng này rộng 15 mét để mình rắc vôi, để khi cái con chuột ấy, hoặc là cái con bọ mà nó di chuyển từ chuồng này sang chuồng này, tất nhiên nó sẽ phải di chuyển chứ mình không cấm được, nhưng nó sẽ phải đi qua một khoảng không gian rất là rộng và nó dẫn qua hố vôi, nó triệt tiêu được cái mầm bệnh nó bám vào dưới chân của nó. Theo phác thảo sơ bộ của chuyên gia Sơn, Thường sẽ phải làm 3 chuồng riêng biệt: chuồng nuôi gà con, chuồng nuôi gà hậu bị và chuồng nuôi gà thịt. Chuồng gia đình thiết kế chuồng theo dạng chuồng kín hay chuồng hở? Xem các chương trình với lại ấy thì mình thiết kế cái chuồng hở. Là mình xây hai bên là đúng kín, còn trước sau là mình xây lên tầm 60 phân rồi mình căng lưới. Căng lưới về 40. Đúng rồi, ở đây thì cháu nuôi gà bán chăn thả thì cháu làm cái kiểu tiểu chuồng thông thoáng tự nhiên thôi. Mình cắn bạt, có trời mưa lạnh hay gió thì mình che bạt lại. Bây giờ đi vào thiết kế chuồng nhé. Cháu làm 5 vỉ kèo. 5 vỉ kèo, dạ, 5 vỉ kèo, tức là mỗi một gian là 3 mét. Mỗi gian là 3 mét này, thì cháu làm 5 vỉ, mỗi vỉ lệch nhau 3 mét là được, cần phải chống giữa. Cháu tính là một cọng ở giữa là mình chống hai bên làm hai mái luôn. Thì cháu làm hai mái. Dạ. Vỉ kèo của cháu thì phải làm kiểu này gì? Đây thì dựa đây gì? Dạ. Đây cột cái gì? Vâng ạ. Đây cột cái gì? Dạ. Đây cột chính cái gì? Dạ, cột chính là hai bên hai. Đây dạ. Đây kèo đấy gì đây đúng không? Vâng. Ở giữa là cột bê tông, hai bên là hai cái cột sắt. Dạ. Sắt là sắt to đấy chứ. Dạ, sắt to. Chú không thích đổ cái cột ấy ở giữa. Và chú muốn đổ cái cột ở phía ngoài. Hai cái cột này là cột bê tông này. 10-10 này, còn phía dưới này là thép ống này. À. Cháu là tính cho hai bên đầu này là cột thép ống. Là thép ống. Dạ. Ở giữa là cột. Ở giữa cột bê tông. Bởi vì nếu như cái cột bê tông này cháu đổ 10-10 kia là nó rất là nặng, nó giống như cái khung xương ấy.
nó nặng và nó có hai cái dâu này, khi mà mình đặt cái kèo đây là mình đánh gập nó xuống, là nó ghi chặt các kèo nó xuống, bởi vì nó được chôn sâu xuống phía dưới này 40 phân cơ. Đấy, chứ nếu mà cháu để cái cột sắt ở đây thì cháu không chôn sâu được. Cháu lại để tì lên trên cái tường này, để tì lên cái tường này thì không chắc. Thường hiểu chưa? Không, nhưng mà lúc mình xây tường là mình cho nó ăn thua gì? Tường luôn. Tường ăn thua gì? Người ta phải chôn sâu xuống cái đất này này. Thế nó cái cọc nó phải có chân chứ này. Suy nghĩ thêm cái phương án này của chú. Chưa dựng chuồng thì là chưa sợ lắm. Theo chuyên gia Sơn, Nghệ An là vùng đất thường phải gánh chịu những trận bão lớn gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo chăn nuôi bền vững thì yếu tố đầu tiên rất quan trọng, đó là chuồng trại phải kiên cố, chắc chắn. Vậy Thường sẽ quyết định ra sao sau những tư vấn của chuyên gia? Chuyên gia đóng góp cho mình những cái thiết kế trong chuồng trại là rất hợp lý. Mình sẽ cố gắng thực hiện theo những gì chuyên gia đã góp ý cho mình. Tuy có ý tưởng và thiết kế ban đầu cơ bản, nhưng để cẩn thận hơn thì chương trình sẽ có chuyến khảo sát lần 2. Lúc đó chuyên gia mới đưa ra quyết định liệu Thường có đạt được tiêu chí này hay không. Vốn đầu tư thì mình cũng góp góp mấy năm thì chắc cũng là đủ để chúng mình làm. Hiện tại bây giờ là đã có tiền mặt là 220 triệu. Với lại mình huy động thêm có thể là được hơn 300. Nhân lực thì mình có hai vợ chồng thường xuyên làm. Ngoài ra nếu như mà có hôm nào mà mình vào thuốc cái này kia thì có bố mẹ mình sẽ hỗ trợ. Hai cái tiêu chí về vốn và nhân lực thì không đáng ngại lắm. Vì vốn thì có thể huy động từ nhiều nguồn. Rồi nhân lực thì nuôi một số gà như vậy thì chắc chủ yếu là nhân lực tại chỗ thôi, không cần phải thuê ngoài. Nghiên cứu các cái tiêu chí của chương trình đặt ra thì tôi hoàn toàn đồng ý để cho anh Thường khởi nghiệp và chúng tôi sẽ song hành, đồng hành với nhau trong thời gian sắp tới. Như vậy, dù chưa đạt được tiêu chí chuồng trại, nhưng với hoài bão phát triển kinh tế nơi vùng quê nghèo, cộng thêm sự ham học hỏi, ý chí quyết tâm, chàng trai trẻ xứ Nghệ đã thuyết phục được chuyên gia của chương trình. Anh chính thức trở thành nông hộ của khởi nghiệp VTC16. Một hành trình khởi nghiệp mới của Thường cũng đã bắt đầu. Điều này đồng nghĩa với nhiều thử thách ở phía trước mà Thường sẽ phải vượt qua.